ép cho lúa. Xe này anh kêu bán luôn nha các bạn, 235 triệu, mình còn liên lạc. Chiếc máy ép ra tới nè các bạn, ép cho lúa. Xe này anh kêu bán luôn nha các bạn, 235 triệu nha. Để mình hỏi ảnh tên gì và lấy số điện thoại nha các bạn, lấy số điện thoại để mà mình còn liên lạc. Mưa tới rồi, mưa tới. Hiện Vũ TV, mưa tới. Bên nào có Hiện Vũ TV? Thiện Vũ. Đây. Anh ơi, anh cho em số điện thoại đi. Không có gì, em nếu em đăng lên thì em để số điện thoại của anh trên cái tiêu đề của video á, ai cần thì điện cho anh. Khỏi hả? Khỏi đi, để số điện thoại ông đi. Vậy ông nữa có ai điện không, dắt vô được cái này, nhìn thẳng vô tổng cặp cái cầu nhà tôi. Rồi, anh tên gì đây? Hả? Anh tên gì? Nam hả? Rồi, có gì anh dẫn, có gì ai hỏi anh chỉ cho. 235 phải không? Được, tôi cho tiền cũng bay. Dạ. Rồi, mưa tới rồi, phải núp mới được. Đâu còn máy lạnh nữa hả anh? Máy lạnh đứt rồi. À, đứt hả không? Lắp kính cửa, kính cửa này tháo mình cắt hả? Tháo cắt. À, kính cửa tháo cắt nha các bạn. À, lắp ga rồi còn đầy đủ nhưng mà thiếu sình chứ nữa là sạch lắm. Dạ. Giờ trước là giờ trước nó 28 hả? Hả? Trước nó 28 hả? À, trước nó là 28 hả? Anh sao là 28, sao là 30? 30 vỏ còn vỏ này vỏ còn đẹp luôn. Ra móc luôn. Mưa tới các bạn ơi, mình chỉ quay nhanh gọn sơ lẹ, nhanh gọn mau lẹ thôi nha các bạn. Đó, đây là hình dáng bên ngoài của em đó nè. Xe hình dáng còn rất đẹp nha các bạn. Anh chủ tên anh Nam, bây giờ ảnh không có đưa số điện thoại của ảnh, chắc là mình để số điện thoại của mình. Anh em có gì cần, nếu cần muốn mua thì mình sẽ dẫn lên nha các bạn. Rồi mưa tới hết đường chạy luôn. Còn trước em có quay sơ sơ thôi nha các bạn, mình không có thời gian tại mưa tới rồi. Mưa tới nha các bạn. Một thùng. Rồi, chân dầu ở đây. Rồi, trong cabin. Ngập thì chớ, mưa ngay chân luôn. Ủa anh Nam, 235 là có thương lượng không? Ủa, thương lượng nhẹ phải không? Ơi, quay phim. Gặp nữa hả? Ở đây gặp hoài chứ đi. Cái đó bởi món là chua thai. Rồi mưa tới rồi nè, đang mưa tới trắng trời chứ. Rồi giờ thôi mình kết thúc video này nha các bạn. Các bạn nếu mà có nhu cầu thì các bạn cứ alo cho mình nha. Số điện thoại mình để trên phần mô tả nha các bạn. Rồi bye bye các bạn nha.